Cảng vụ hàng hải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng hai tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam đã thống nhất phương án giải cứu tàu hàng New Energy 15.000 tấn mắc cạn tại khu vực giáp ranh vùng biển Quảng Nam và Quảng Ngãi. Đại diện chủ tàu hàng New Energy và đơn vị thuê tham gia cứu hộ đã huy động hàng trăm thiết bị cơ giới để giải cứu con tàu. Đây là lần thứ ba công tác giải cứu được thực hiện. Phương án là đảo, hút cát, tạo luồng nước để cứu tàu. Công nhân và máy hút cát cỡ lớn làm việc liên tục, mở luồng nước rộng 30m, dài 300m và đủ độ sâu để lai dắt tàu ra biển trở lại. Lượng cát dự kiến hút lên đến khoảng 6.000 mét khối. Lực lượng chức năng dự kiến mất khoảng 4 ngày mới hoàn thành việc này. Khi đó sẽ triển khai lai dắt kết hợp máy tời cáp công suất lớn kéo tàu hàng ra khỏi vùng bị mắc cạn. Điều đáng lo ngại là trên tàu có khoảng 27 tấn dầu mazut và nguy cơ tràn dầu. Đơn vị cứu hộ đã liên hệ với Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung để cử lực lượng thiết bị ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra. Ngày 14 tháng 11 năm 2023, tàu hàng New Energy dài 160m, rộng 22m, trọng tải gần 15.000 tấn, thuộc sở hữu của công ty Vinasin, vận chuyển gần 14.000 tấn quặng sắt từ cảng cửa lò Nghệ An vào cảng Dung Quất thì bị sóng đánh mắc cạn.